dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mark lenin kế thừa và phát huy truyền thống bản sắc đối ngoại ngoại giao trong văn hóa dân tộc tổng bí thư nguyễn phú trọng đã khẳng định trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại hồ chí minh mang đậm bản sắc cây tre việt nam gốc vững thần chắc cành uyển chuyển thấm đượm tâm hồn cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt trong sự nghiệp của mình, có lẽ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị Tổng Bí thư tiếp nhiều đời tổng thống Mỹ nhất. Sau khi nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng đã đưa ra tuyên bố. Ông Joe Biden viết như sau: Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến phu nhân Ngô Thị Mận và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người đã lãnh đạo Việt Nam suốt 13 năm qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ sâu sắc giữa nhân dân Hoa Kỳ và Việt Nam. Dưới thời lãnh đạo của ngài, tình hữu nghị và quan hệ đối tác giữa hai quốc gia đã được vun đắp và phát triển. Chuyến thăm lịch sử của ngài tới Nhà Trắng vào năm 2015 là một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Nhờ tầm nhìn của Ngài trong chuyến thăm cấp cao nhà nước của tôi tới Hà Nội vào năm 2023, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ đối tác cao nhất trong hệ thống quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Người dân Việt Nam và Hoa Kỳ cùng với người dân khắp khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương ngày nay được hưởng an ninh và nhiều cơ hội nhờ có tình hữu nghị và quan hệ đối tác giữa hai quốc gia chúng ta. Điều đó có được là nhờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hợp Trung Quốc, Hoa Kỳ và cá nhân tôi sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng cam kết của ngài đối với việc hòa giải và xây dựng một tương lai hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên toàn thế giới. Chúng tôi tôn vinh di sản của ngài và chia buồn sâu sắc với nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của ngài. Năm 2015, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ. Ngày 10 tháng 9 năm 2023, 8 năm sau chuyến thăm lịch sử đến Mỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái ngộ ông Joe Biden tại Việt Nam cũng trong một chuyến thăm lịch sử. Lần này đánh dấu chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Joe Biden trên cương vị Tổng thống Mỹ. Chuyến thăm cấp cao nhà nước của Tổng thống Mỹ Joe Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một biểu hiện rất tốt trong quan hệ hai nước, là biểu tượng thể hiện sự tôn trọng hệ thống chính trị của hai nước. Trong chuyến thăm vào tháng 7 năm 2015, Tổng Bí thư đã gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau đó dự tiệc chiêu đãi dưới sự chủ trì của Phó Tổng thống Joe Biden. Đó là khởi đầu cho mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Mỹ. Chuyến thăm vào tháng 7 năm 2015 có ý nghĩa lịch sử, không chỉ vì đó là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đến Nhà Trắng, mà còn trong chuyến đi này, hai bên đã ra tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ Việt Nam và Mỹ, trong đó điểm quan trọng nhất là hai bên nhấn mạnh tôn trọng thể chế chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Chuyến thăm đã vượt trên kỳ vọng, một là tổng thống Mỹ tiếp tổng bí thư trong phòng bầu dục, hai là thời gian vượt hơn dự kiến ban đầu. Dự kiến hai bên sẽ hội đàm chính thức trong khoảng 60 phút, nhưng trên thực tế, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi với những nội dung quan hệ và định hướng tầm nhìn tương lai để được tuyên bố chung kéo dài tới 90 phút. Cuộc gặp đó đã thiết lập được mối quan hệ cá nhân giữa hai lãnh đạo nhà nước. Tháng 11 năm 2020, lãnh đạo cấp cao Việt Nam, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã gửi điện mừng Tổng thống đắc cử. Đến tháng 1 năm 2021, khi ông Joe Biden chính thức nhậm chức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp tục gửi điện mừng đến nhà lãnh đạo Mỹ Cả hai bức điện đều bày tỏ niềm tin rằng với nền tảng đã xây dựng ba thập niên qua, quan hệ Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục phát triển. Chỉ một tháng sau đó, khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư khóa 13, Tổng thống Joe Biden đã gửi thư chúc mừng. Ông nói, tôi luôn tự hào, ủng hộ mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ khi là thượng nghị sĩ và cũng như trong 8 năm làm phó Tổng thống. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nhấn mạnh quan hệ hai bên được xây dựng dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Trong chuyến thăm của Tổng Bí thư năm 2015, các bức điện hay thư chúc mừng và gần đây là cuộc điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư với Tổng thống Joe Biden dẫn tới lời mời thăm lẫn nhau. Những thứ ấy đã tạo thành một mạch trong quan hệ song phương. Sau chuyến đi của Tổng Bí thư vào năm 2015, tổng thống Barack Obama đã đến Việt Nam vào tháng 5 năm 2016. Tổng thống Donald Trump thăm Việt Nam vào tháng 11 năm 2017. Mỗi lần có chuyến thăm cấp cao các lĩnh vực hợp tác đều được nhân lên cả song phương lẫn đa phương. Mối quan hệ song phương đã chứng kiến nhiều bước tiến bộ kể từ năm 2015. Trong đó có việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam năm 2016, một tàn dư của thời cấm vận và thù địch giữa hai nước. Có thể thấy, dù có sự thay đổi giữa chính quyền Đảng dân chủ và Đảng Cộng hòa, Mỹ vẫn xem mối quan hệ với Việt Nam và có sự tiếp nối chính sách. Ngoài ra, việc giá trị thương mại tăng liên tục cho thấy tính tương hỗ giữa hai nền kinh tế và năng lực sản xuất của Việt Nam đã thay đổi một tốt hơn. Chiều ngày 10 tháng 9 năm 2023, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm cấp cao nhà nước Việt Nam. Khoảng 16 giờ 45 phút, đoàn xe của Tổng thống Mỹ Joe Biden tiến vào Phủ Chủ tịch tại Hà Nội. Nhà lãnh đạo Mỹ bước xuống xe, nhận bó hoa tươi thắm từ Thiếu nhi Thủ đô. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó cùng bước trên thảm đỏ trong tiếng quân nhạc chào mừng. Hai nhà lãnh đạo lần lượt bắt tay các quan chức hai bên hàng thiếu nhi Hà Nội tươi cười vẫy quốc kỳ hai nước chào mừng Tổng Bí Thư và Tổng thống. Hai nhà lãnh đạo cùng bước lên bục danh dự, quân nhạc lần lượt cử quốc thiểu hai nước. Hai nhà lãnh đạo cùng chứng kiến đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam diễu binh qua bục danh dự. Ngay sau lễ đón trọng thị, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rời phủ chủ tịch tiến sang văn phòng Trung ương Đảng để hội đàm. Chuyến thăm lần này của Tổng thống Biden đúng vào dịp kỷ niệm tròn 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước 2013-2023. Nhà Trắng đặc biệt đánh giá cao mối quan hệ với Việt Nam, cũng như nhìn nhận Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chiến lược của Washington. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, chuyến thăm Việt Nam là thời cơ mạnh mẽ để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác mang lại lợi ích cho người dân Mỹ, cũng như hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chuyến thăm cấp cao nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Mỹ là đặc biệt cho thấy Mỹ coi trọng thể chế chính trị và vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo Bộ Ngoại giao, sau 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm triển khai quan hệ đối tác toàn diện, quan hệ Việt Mỹ đã có những bước tiến dài, phát triển sâu rộng, thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực quan trọng ở cả ba cấp độ song phương, khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới. Với Việt Nam, Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược. Về phía Mỹ, Washington nhiều lần khẳng định mạnh mẽ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập, tự cường và thịnh vượng, mong muốn đưa quan hệ với Việt Nam lên một tầm cao mới. Nền tảng quan trọng cho sự phát triển mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ là khẳng định của cả hai bên về các nguyên tắc cơ bản như tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị hợp tác bình đẳng cùng có lợi trên cơ sở luật pháp quốc tế hiến trương liên hợp quốc